cho người khác đâu. Tôi 83 tuổi, tôi phải suy nghĩ rất nhiều để tôi sống như thế nào. Và kinh nghiệm sống của tôi muốn truyền lại cho các em để sống như thế, thì các em mới thành công được. Một là tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác. Hai là có tư duy phản biện, thấy cái xấu phải biết nhìn ra, biết khắc phục và biết đấu tranh. Ba là biết kiểm soát cảm xúc của mình. Lúc đáng vui thì vui, lúc đáng buồn thì buồn, nhưng không để cái buồn kéo dài. Lúc nào lạc quan, yêu đời và thấy cuộc đời rất là đẹp, và làm chủ cảm xúc của mình, đặt mình vào nhiều tình huống khác nhau. Và lúc nào mệt mỏi, khó chịu, dừng lại, thở sâu. Thở sâu là biện pháp xua tan hết mọi chuyện buồn phiền mệt mỏi. Lúc nào tôi mệt mỏi, tôi ra gần cửa sổ có ánh sáng mặt trời, tôi thở sâu hết mệt mỏi. Và điều thứ tư là lắng nghe tích cực, tạo dựng một quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh và có phản ứng thích hợp, đặc biệt là tôn trọng mọi người. Khi nói chuyện với các bạn, lắng nghe các bạn, đừng tranh mình nói trước. Bạn chưa nói, mình đã nghĩ câu nói để mình trả lời vào. Với thầy cô cũng vậy. Điều thứ năm, học cách nỗ lực, hy sinh và chấp thuận theo con đường là sẵn sàng từ bỏ những điều gì xấu. Người thành công không phải là người luôn thành công. Người thành công là người biết đứng dậy sau thất bại. Vậy thì điều thứ năm là học cách từ bỏ. Từ bỏ những điều xấu, từ bỏ những điều bất lợi và dũng cảm đứng lên. Như vậy, bốn cách của kỹ năng sống mà thế giới đúng bây rồi. Em học tiếng Anh em biết. Một là learning to know, tức là học để biết, học để mà biết, không học không biết được. Hai là learning to be, học để khẳng định bản thân mình, learning to be. Ba là learning to live together, học để chung sống. Không thể sống một mình được, học cách chung sống với bạn bè, chung sống với gia đình, với xã hội. Và cuối cùng là learn to do, học để làm. Learning to do, học để làm. Một, học để biết. Hai, học để khẳng định bản thân. Ba, học để chung sống. Ba, học. Bốn, học để làm việc. Như vậy, học là người có ích, sống có niềm tin, vượt qua sợ hãi và hợp tác với mọi người. Thiếu kỹ năng sống thì sống không có ích quả, không có ích quả. Với các em, thế giới người ta đọc ra những cái 10 nhóm kỹ năng sống và 13 kỹ năng sống cần khai thác. 13 kỹ năng sống cần khai thác là gì? Một là kỹ năng tự nhận thức. Không ai nhận thức thay mình, mình tự nhận thức các vấn đề. Hai là kỹ năng xác định giá trị, biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là không đẹp. Ba là kỹ năng kiểm soát cảm xúc, tự mình kiểm soát cảm xúc của mình, cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực. Bốn là kỹ năng ứng phó với căng thẳng, khi căng thẳng mình giải quyết ra sao, đó là kỹ năng ứng phó với căng thẳng. Năm là tìm kiếm sự hỗ trợ, không thể sống một mình được, cần sự giúp đỡ của bố mẹ, thầy cô, của các bạn. Chúng phải tìm kiếm cái sự hỗ trợ là một kỹ năng. Sáu là thể hiện sự tự tin, mình không tự tin vào mình làm sao sống được với mọi người. Bảy là kỹ năng giao tiếp, giao tiếp thế nào để có người bạn tốt. Người ta từng nói em chỉ cần một người bạn thân đúng nghĩa tốt lắm rồi, nếu em có đến hai người bạn thân đúng nghĩa quá hạnh phúc, tối thiểu có một người thân đúng nghĩa, mọi lúc khó khăn có bạn, mọi lúc vui buồn có bạn. Nhưng nếu có hai người quá hạnh phúc. Em thử nghĩ xem mình đã có người bạn đúng nghĩa của nó chưa cho đến hôm nay.
điều kỹ năng thứ 8, lắng nghe tích cực. Chưa biết lắng nghe mọi người góp cho mình, không nói chuyện riêng. 9, thiền sự cảm thông, luôn cảm thông với mọi người. Thấy bạn khó khăn mình cảm thông, thấy gia đình liệt sĩ khó khăn mình cảm thông, mình giúp đỡ. 10, biết thương lượng, kỹ năng thương lượng. Lúc nào cũng phải nghĩ cách thương lượng cho cái điều mình mong muốn được. 11, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, có mâu thuẫn xuất hiện tìm cách giải quyết. 12, kỹ năng hợp tác. Và 13, kỹ năng tư duy phê phán. Vậy các em biết rằng là ai cũng hạnh phúc, đúng không? Ai cũng hạnh phúc. Thế nào hạnh phúc? Tôi tóm tắt lại các em thế nào là hạnh phúc để các em tự nghĩ xem hôm nay mình đã hạnh phúc chưa nhé. Một là hạnh phúc không đồng nghĩa với trường thọ. Người ta nghĩ là hạnh phúc là sống từ lâu, không phải đâu các em ạ. Có những người hạnh phúc để đời mà tuổi đi qua rất ít. Tôi nhắc lại một số danh nhân mà em không ngờ tuổi bao nhiêu. Mozart là ai nhỉ? Mozart là người làm gì nhỉ? Làm gì? Nhạc sĩ Mozart. Em biết Mozart bao nhiêu tuổi không? Là mất không? 35 tuổi ạ. 35 tuổi để lại biết bao tác phẩm vĩ đại. Van Gogh, Van Gogh. Van Gogh là ai nhỉ? Bạn sĩ Van Gogh. Bao nhiêu tuổi? 37 tuổi là mất tuổi. Markovsky là ai nhỉ? Nhà gì? Nhà thơ. Bao nhiêu tuổi? 37 tuổi. Chopin là ai nhỉ? Chopin là ai? Không biết thật. Không biết Chopin là ai à? Nhạc sĩ Chopin. Bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Jack London. Chắc em chưa nghe bao giờ. Lenin khi mất là đọc sách của Jack London. Nhà văn nổi tiếng. 40 tuổi. Schumann. Ai biết Schumann là ai? Nhạc sĩ Schumann nổi tiếng đấy, không biết. Schumann 46 tuổi. Em biết Vũ Trọng Phụng là ai không? Nhà văn Vũ Trọng Phụng. Biết bao nhiêu tác phẩm hay. Bao nhiêu tuổi em biết không? Bao nhiêu tuổi đã mất em biết không? 27 ạ. Không ai biết đâu. 27 tuổi. 27 tuổi để lại bao nhiêu tác phẩm. Nam Cao. Biết Nam Cao không? Tác phẩm của chuyện gì nhỉ? Nam Cao 34 tuổi đã mất rồi. Để lại bao nhiêu tác phẩm quý. Em biết Lưu Quang Vũ không? Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Bao nhiêu tuổi đã mất? 48 ạ. 40 tuổi. 40 tuổi đã mất rồi. Chưa kể liệt sĩ thì nhiều liệt sĩ để lại sự nghiệp vĩ đại của dân với đời sống quá ngắn ngủi. Em biết Lý Tự Trọng hy sinh năm bao nhiêu tuổi không? Bao nhiêu? 17. Võ Thị Sáu bao nhiêu? 19. Võ Thị Sáu bao nhiêu? 19. Không biết thật à? Võ Thị Sáu hy sinh năm bao nhiêu? 19 tuổi. Nguyễn Văn Trỗi bao nhiêu? Nguyễn Văn Trỗi năm bao nhiêu? Không biết thật à? Vừa lấy vợ xong hy sinh rồi. 24 tuổi. Năm Thủy Trâm bao nhiêu? Không biết thật à? Biết Đặng Thủy Trâm là em nè. Đặng Thủy Trâm làm gì nhỉ? Không biết Đặng Thủy Trâm thật à? Làm gì? Là bác sĩ. Hy sinh năm 27 tuổi. Lê Anh Xuân. Mấy bạn ơi. Nhà thơ Lê Anh Xuân. Dáng anh đứng trên đường vay tân sinh nhất. Lê Anh Xuân 28 tuổi. Như vậy là hạnh phúc không phụ thuộc vào năm tháng mà đã sống. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Nếu có cả hai đó là hạnh phúc. Nhớ câu này nhé. Có một nơi để về là nhà. Có những người để yêu thương là gia đình. Có cả hai cái đó là hạnh phúc. Các em có hạnh phúc không? Có.
có nhà, có gia đình, có hạnh phúc. Ba yếu tố tạo nên một con người hạnh phúc. Một là hiến diện trong hiện tại, riêng cái việc mình sống thì hạnh phúc rồi. Và hơn những người không có cuộc sống hôm nay, hiến diện trong hiện tại là điều thứ nhất. Hai là tự tin có khả năng ảnh hưởng xung quanh, mình tự tin mình có khả năng ảnh hưởng xung quanh, đó là hạnh phúc. Ba là có tấm lòng ấm áp với người khác. Ba điều tạo nên hạnh phúc. Một là hiến diện trong đời sống. Hai là tự tin có khả năng ảnh hưởng ra xung quanh. Ba là tấm lòng ấm áp với người khác. Hạnh phúc không được đo bằng các thứ mà người khác thường nghĩ đến. Bởi vì có rất nhiều người gặp khó khăn hạnh phúc. Tôi kể các em nghe vài người nổi tiếng nhé. Một là Beethoven, nhạc sĩ nổi tiếng đã từng bị điếc. Một nhạc sĩ nổi tiếng từng bị điếc thế mà trở thành nhạc sĩ nổi tiếng. Hai là nhà thơ Homer từng bị mù. Em tưởng tượng mình bị mù chỉ vừa lắm trở thành nhà thơ nổi tiếng. Tổng thống Roosevelt, Tổng thống Mỹ nổi tiếng, tôi đã đi thăm cái mộ của ông, đã bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Khổng Tử, Khổng Tử người nước nào? Người nước nào? Mồ côi từ mẹ, mồ côi cả bố cả mẹ từ nhỏ. Đấy. Cho nên là những hoàn cảnh như vậy mà trở thành nổi tiếng và có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có một niềm hạnh phúc trên đời này, có người nói, đó là yêu và được yêu. Thế là hạnh phúc rồi. Mình yêu được người khác và được người khác yêu mình, thế là hạnh phúc rồi. Người hạnh phúc là người luôn hào hứng bước đi khi con đường do mình tự chọn. Nếu em tự chọn con đường đi sẽ trở thành ai đó. Và mình hàng ngày dũng cảm bước đi hướng đến mục tiêu đó, thế là hạnh phúc. Người hạnh phúc có ba điều kiện. Một là có thể tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và làm việc mình yêu thích. Nhắc lại nhé, điều hạnh phúc thứ nhất là có thể hưởng cuộc sống mỗi ngày, tận hưởng và làm việc mà mình yêu thích. Em nghĩ xem việc gì mình yêu thích, mình được tận hưởng và luôn luôn được làm cái việc mình yêu thích, thì hạnh phúc. Hai là có mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Nếu mình sống với mọi người yêu quý mình thì hạnh phúc. Ba là luôn được hiểu biết bản thân mình là ai. Nếu không biết mình là ai không thể hạnh phúc được. Em thử nghĩ mình là ai nào. Mình đang như thế nào, mình có mục đích gì, mình có niềm vui gì, hiểu được mình, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc chính là có được tình yêu của mọi người dành cho mình. Khi nào em thấy là mọi người yêu mình, em quá hạnh phúc. Thử nghĩ lại nhé, mọi người yêu mình không nhé. Nếu mọi người yêu mình, đó là mình hạnh phúc. Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có. Nếu mình bằng lòng với những gì mình đang có, mình thấy hạnh phúc lắm. Đừng đòi hỏi hơn. Lúc nào mình muốn có ô tô, nhà lầu, có hạnh phúc đâu. Cho nên là hạnh phúc là có thể làm quen với bất kỳ ai bạn thích và làm bất kỳ việc gì bạn muốn. Điều này có dễ không? Hạnh phúc là có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Mình muốn trồng cây, có thể trồng cây. Mình muốn học vẽ, có thể vẽ. Mình muốn đánh đàn, có thể tập đánh đàn. Cho nên là hạnh phúc là làm bất kỳ cái gì mình thích và làm bất kỳ việc gì mình muốn. Cho nên mỗi người muốn hạnh phúc có khó không? Khó. Bản thân mình tự xác định không khó.
Người ta nói là ai cũng hạnh phúc, nhưng không thể có cầu vồng nếu không có mưa. Cho nên phải có hạnh phúc, phải cố gắng. Không có cầu vồng, đang nắng làm gì cầu vồng? À, phải có ít mưa thì mới nhìn thấy cầu vồng. Cho nên là phải cố gắng thì mới có được hạnh phúc. Người hạnh phúc là người biết dùng nụ cười làm vũ khí. Nếu em gặp ai em cũng tươi cười, em sẽ thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không phải điều gì cụ thể đâu, mà là một khái niệm. Khi chúng ta bị sung sướng, tự hào, đấy là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi nào em tận tâm làm việc, em tận tình yêu quý thầy cô, yêu quý bố mẹ và yêu quý người khác. Tôi có nói chuyện với một cô giáo dạy phổ thông, có kể tôi nghe một chuyện rất là vui. Một hôm cô gọi với em ở lớp cấp ba này lên gọi cô ngồi, em ngồi đây, em dùng điện thoại của cô gọi điện thoại cho bố, chỉ nói một câu thôi: bố ơi con yêu bố lắm. Một em gái khác gọi cho mẹ: mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Và không ngờ bố mẹ ngạc nhiên: mày làm sao thế, bị sốt à, hết tiền rồi à, tại sao như vậy? Bởi cái điều đơn giản bố mẹ muốn em một điều là yêu bố mẹ, vậy mà các em không thể hiện ra. Cho nên khi các em thể hiện ra bố mẹ ngạc nhiên. Trước đây về các em thử nghe lời tôi nhé: ôm với mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Để xem mẹ nói gì. Mẹ con sờ đầu, chắc mày ấm đầu. Đồng ý không? Hôm nay thử xem nhá, về nhà nó bảo: bố ơi con yêu bố lắm. Xem bố nói gì. Điều đó hoàn toàn được. Và có những người thành đạt khi còn rất trẻ. Tôi kể các em nghe vài bộ chuyện. Mozart, nhạc sĩ vĩ đại nhiều thời đại, bắt đầu sáng tác từ năm bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. 4 tuổi Mozart bắt đầu tập tập sáng tác. Beethoven sáng tác từ 3 tuổi. Họa sĩ Wagner vẽ tranh từ 5 tuổi. Phi sĩ Pop 4 tuổi đã sáng tác thơ của tiếng Hy Lạp. Molière, nhà viết kịch nổi tiếng của Pháp, đã sáng tác rất nhiều vở kịch khi 10 tuổi. Conte, các em đã biết rồi, đã làm thơ khi 12 tuổi. Đây là các em đã quá lớn rồi. Vậy mà có nhiều người còn trẻ, nó biết, có những tài năng của mình. Bác sĩ Gene đã làm vaccine chống bệnh đầu mùa năm 20 tuổi. Người đầu tiên làm vaccine trên thế giới năm 20 tuổi. Bây giờ chúng ta chỉ mong vaccine chống Covid. Vậy người đầu tiên nghĩ ra vaccine, tìm vaccine năm 20 tuổi. Tại sao ông nghĩ ra vaccine? Bởi vì ông thấy này, khi đó bệnh đậu mùa khắp thế giới, ra đường gặp các người mặt rỗ, nhưng riêng có một loại người mặt không rỗ, đó là các cô có sữa bò. Tại sao? Vì các cô đã ảnh hưởng của cái việc là làm quen với vaccine đậu mùa của bò. Cho nên nó lấy cái đậu mùa làm yếu đi và chủng cho mọi người. Từ đó cả thế giới không có người mà dỗ nữa, bởi vì không ai bị đậu mùa. Cho nên là thành công từ khi cũng rất trẻ. Vì vậy các em phải thấy rằng là để hạnh phúc không khó, nhưng mà phải phấn đấu từ nhỏ. Em muốn hạnh phúc không? Có. Tôi kể các em nghe cuộc đời tôi được như hôm nay là tôi đã phấn đấu hết mình. Các em biết tôi tốt nghiệp đại học năm nào? Năm 18 tuổi, năm 1956. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi giữ lại trường. Tức là chỉ lớn hơn các em lớp 12 đi một chút thôi, đúng không? Và thầy hỏi tôi: em chuẩn bị
thầy giao cho em dạy một môn học mới, đó là môn vi sinh vật học. Về vi sinh vật không nhìn thấy trong quán trường, tôi em chịu, tôi em chưa được học chữ nào, không được cái. Trong một năm chuẩn bị, em tưởng tượng 18 tuổi đầu ra trường để dạy tổng hợp từ khóa 1. Một số em cũng quay mình đồng đi chỗ khác này, tôi còn tiếp tục nói không nhỉ? Tôi nói thì em vẫn quay đi chỗ khác của cái chuyện. Em không nghe lời cô hiệu trưởng nói à? Tôi vừa nhiều tuổi vừa yếu mà cố gắng đến với các em. Lắng nghe thì chỉ có lợi cho các em thôi. Tôi nhắc lại nhé. Các thầy bảo tôi cho một năm chuẩn bị, không được cãi, mà để dạy tổng hợp, đại học tổng hợp năm thứ, năm đầu tiên, năm 1978, năm 8. Tôi không làm nào, tôi nghĩ vậy, nên làm nào nhỉ? Sao có trường nào học vi sinh vật học không? Không có. Trường y có môn vi trùng học, thôi chỉ vi trùng cũng là vi sinh vật, sang học. Học hết giáo trình, cả thực tập, thế cháy lại gì? Bởi vì vi trùng gây bệnh là nhóm rất nhỏ, vi sinh vật cũng trông lớn lắm, nhưng mà tốt còn hơn không. Tôi mới nghĩ ở nước mình có ông nào học vi sinh vật ở nước ngoài về không nhỉ? May quá thì đúng không? Ông đó học ở Nhật về, chuyên về vi sinh vật học, đó là giáo sư Đặng Văn Ngữ. Tôi tìm đến thầy, thầy ơi, em sắp chết rồi, bắt em dạy môn vi sinh vật học của thầy mà em không biết gì đâu. Thầy bảo, hay nhỉ, thầy giống em, thầy chuyên về vi sinh vật học. Về nước có mỗi môn vi trùng học, thầy Hoàng Tích Minh dạy mất rồi. Thầy bị bắt dạy một môn, thầy cũng chưa bao giờ. Đó là ký sinh trùng học, tức là run sạt. Thế thầy làm nào thầy học được? Thầy khuyên em ba điều. Điều thứ nhất, em học ngoại ngữ, kiến thức ở trong sách. Điều thứ hai, đã dạy đại học phải nghiên cứu khoa học. Điều thứ ba là em phải biết giáo trình. Ở đại học không phải thầy đọc cho ghi, mà thầy chỉ giảng những điều cốt yếu, còn học sinh tự học qua giáo trình. Cảm ơn thầy. Cả đời tôi theo ba lời khuyên đó. Lời khuyên thứ nhất, học ngoại ngữ. Ngay năm đầu tiên, tôi dịch hai cuốn sách. Một cuốn tiếng Nga của Fedorov, một cuốn tiếng Trung Quốc của Trần Hoa Quỳ. Khi đó ở tuổi 18, chưa học ngoại ngữ bao giờ, làm sao dịch được. Em tưởng tượng, tôi tra từ chữ một, chữ nào cũng tra. Nhưng mà khổ một nỗi, từ điển này không có từ chuyên môn. Cho nên nói thật với các em, tôi bịa nhiều từ lắm. Tại vì chưa có thí dụ F2Z Trung Quốc dịch là phóng tuyến khuẩn, nghe không được, không dùng điện thoại. Cô dám nhắc rồi cũng không nghe. Tôi nhắc lại, tôi đọc tiếng Trung Quốc sạc khuẩn, khi đó dịch là phóng tuyến khuẩn, là cái khuẩn lạc nó tia tia như này. Tôi thích nó hình xạ hình, tôi dịch là xạ khuẩn. Bây giờ cả nước gọi là xạ khuẩn. Cho nên là điều đầu tiên quan trọng học ngoại ngữ. Tôi có món quà tặng các em, đó là làm thế nào học tiếng Anh tốt. Kinh nghiệm của tôi là học từ tối thiểu, cho nên tôi đã in một cuốn sách Từ vựng tiếng Anh tối thiểu. Học từ tối thiểu, biết được từ tối thiểu là có thể học tiếng Anh rất dễ. Tôi rất tiếc là cuốn nó đã tái bản mấy lần mà vẫn hơi khó mua. Nếu các em tìm được thì rất tốt, Từ vựng tiếng Anh tối thiểu. Bây giờ tôi đang in quyển thứ hai, Từ vựng tiếng Pháp tối thiểu. Học tiếng Anh xong học thêm tiếng Pháp, học qua từ tối thiểu. Thế lời khuyên thứ nhất của thầy ngữ tôi làm được. Tôi không được may mắn như các em, được học lớp nọ lớp kia, tôi tự học hoàn toàn. Bây giờ tôi dùng 4 ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc. Bây giờ tuổi 83, tôi đang làm việc rất khó, nhưng tôi quyết tâm làm. Đó là biên soạn từ điển Anh Việt về công nghệ sinh học. Bởi vì không ai soạn từ công nghệ sinh học, cho nên cả nước lúng ta lúng túng, không biết dịch là gì cả. Cuốn từ điển này tôi dự kiến là 2.000 trang. À, tôi đã viết được 1.000 trang. Hy vọng là 1-2 năm tới tôi hoàn thành để dành cho ngành công nghệ sinh học cuốn từ điển. Cái điều đầu tiên tôi nói với em là học ngoại ngữ. Điều thứ hai là phải nghiên cứu khoa học. Cho nên tôi đã dần dần từng bước xây dựng cái đội ngũ nghiên cứu khoa học ở trường tôi. Đầu tiên là phòng nghiên cứu chuyên đề vi sinh vật học, có 10 bạn. Sau đó là trung tâm vi học ứng dụng, 20 bạn. Sau đó là viện vi sinh vật và công nghệ sinh học,
tôi xin lỗi, ba là trung tâm công nghệ sinh học, ba mươi bạn, và cuối cùng là Viện Nghiên cứu Quốc gia Vi sinh vật Công nghệ sinh học, 40 bạn. Cho nên hôm nay tôi có viết trên VN Express phần góc nhìn, mơ của tôi là sinh viên ra trường không bị thất nghiệp hoặc phải làm trái nghề. Bằng cách nào? Các trường phải có phòng nghiên cứu chuyên đề để sinh viên được trực tiếp làm nghiên cứu. Khi sinh viên đã trực tiếp làm nghiên cứu rồi thì không thể thất nghiệp được. Em biết hiện nay có bao nhiêu em tốt nghiệp đại học mà không có việc làm không? 200.000 em không tìm được việc làm, hoặc là phải làm việc không phù hợp với quá trình đào tạo của mình. Lời khuyên thứ hai của thầy nữ là phải nghiên cứu học, tôi làm được. Và tôi mong rằng tất cả các trường đại học đều có điều kiện nghiên cứu học cho các em ra trường không bị thất nghiệp. Lời khuyên thứ ba của thầy nữ là rất đại học không phải thầy đọc trò ghi mà phải viết tài liệu tham khảo. Tôi đã phấn đấu ra được 2 tập giáo trình dày 600 trang, rất kỹ, rất sâu, và nhờ đó sinh viên rất là thuận lợi. Giờ dạy được bao nhiêu đâu, nhưng mà có sách tham khảo, các em học được rất nhiều. Ba lời khuyên của thầy. Tôi nhớ rằng là bản thân tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu khoa học và rất vui vì những nghiên cứu đó đã ra được cuộc sống. Gần đây tôi mách các em một tin vui, đó là cái nghiên cứu của tôi về tảo xoắn đã ra sản xuất lớn. Năm 1974 tôi sang Pháp và tôi mang về được một ống giống tảo xoắn Purina. Nhưng mà từ đó đến nay tôi đưa rất nhiều người áp dụng, nhưng chỉ áp dụng được nhỏ nhỏ. Bây giờ tập đoàn Đại Việt là tập đoàn làm sơn, bán sơn, họ đầu tư, em đoán được bao nhiêu tiền? 1.000 tỷ đồng để đưa sản xuất lớn sản phẩm này, với mong muốn tất cả mọi người Việt Nam đều có tảo để mà sử dụng. Lâu nay chúng ta phải mua ở Nhật Bản vì tảo xoắn hiệu quả lắm, nó có đầy đủ calcium, đầy đủ các vitamin, đầy đủ các nguyên khoáng, cho nên mỗi ngày chỉ cần 2 viên rất tốt cho sức khỏe. Vậy mà lâu nay toàn mua của Nhật đắt lắm, bây giờ các em có thể mua dễ dàng bởi vì đang bán khắp nơi trên toàn quốc. Đây là một ví dụ nghiên cứu khoa học đưa vào sản xuất rất là vui. Tôi còn vui hơn nữa là trong chiến tranh chống Mỹ tôi được trực tiếp tham gia chiến trường. Khi đó chiến dịch đường 9 Nam Lào nổ ra, thương binh rất nhiều, và đặc biệt thương binh bị một cái vi khuẩn rất ác liệt, đó là vi khuẩn mủ xanh. Em bị mủ tay chân, em thấy mủ màu gì? Mủ vàng lục. Đây, vi khuẩn mủ xanh màu xanh lam như cái mái nhà này. Vi khuẩn này đặc biệt, nó kháng lại tất cả virus ruột. Cho nên là khi bị mỏ cụt, bị chân cụt thì các bác sĩ cắt gọt và chuyển phía sau. Nếu mà nhìn thấy cái mủ xanh vi khuẩn này không dám cắt gọt, bởi vì hở mạch máu ra thì sẽ nhiễm trùng máu. Nhiễm trùng máu, một con vi khuẩn mà kháng các thứ thuốc thì sao nhỉ? Thì sao? Thì chết. Cho nên các thầy giáo, các bác sĩ không dám cắt gọt, và thương binh ôm cái đùi khóc gian lên trong lán thương binh. Tôi và các bạn đồng nghiệp đã tìm được một loại nấm men chống được cái vi khuẩn này, và tôi được điều vào chiến trường. Chúng tôi nuôi cái nấm men đó trong cái can nhựa bằng cái nước gì? Nước đun, đun gì? Đun đậu và đường và bí ngô, chủ yếu là bí ngô. Và làm sao để cho nó sinh sôi này nở là phải thông khí, nhờ cái bộ đội cầm cái can nó lắc thế này, lắc đi lắc lại này, cái nấm men nó nở đầy can nhựa. Làm sao tôi biết nó đẻ? Vì nó sinh CO2 làm phình cái can nhựa tròn lại, và tôi biết là nó đẻ đầy các can nhựa rồi. Tôi lấy bát sắt múc đổ vết thương, trước đó nó bọc vết thương bằng lớp bông mỡ bông bông thấm nước, dội vào bọc lớp bông mỡ ra ngoài băng lại. Và thật bất ngờ các em ạ, 2 ngày sau mở băng ra hết màu xanh. Khi đó là các bác sĩ cắt gọt chuyển phía sau, và tôi đã cứu sống được rất nhiều thương binh. Tôi cảm động lắm vì mình đem lại sức khỏe cho các chiến sĩ trở lại chiến trường. Như vậy là lời khuyên thứ hai tôi đã làm được.
làm tốt công tác nghiên cứu khoa học. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là làm được cái điều mình mong muốn. Như vậy là tôi đã tự học ngoại ngữ, tự xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học, tự viết sách tham khảo theo đúng lời khuyên của thầy ngữ. Như vậy là em thấy bằng cách nào nhỉ? Bằng cách tự phấn đấu. Em thuận lợi hơn tôi rất nhiều. Em được học đến lớp 12. Tôi cũng được học đến lớp 12 đâu. Còn lớp 9 hết rồi. Thời của tôi lớp 9 là hết phổ thông. Đại học em biết tôi học bao nhiêu năm không? Đó là năm hội mình lập lại. Cần đào tạo nhanh các thầy giáo để dạy đại học. Cho nên tôi học có 2 năm rưỡi. Cho nên tôi mới tốt nghiệp đại học năm 18 tuổi. Bây giờ không được đâu, bây giờ học 5 năm, 6 năm. Tốt nghiệp đại học không thể 18 tuổi được. Học một ít khó khăn như vậy, nhưng mà quyết tâm và nghị lực tôi đã vươn lên để có cuộc sống như hôm nay. Tôi có 2 đứa con. Tôi mong biết con mình là gì. Chỉ mong mỗi điều thôi. Đó là Hiếu Thảo. Cho nên tôi đặt con trai là Hiếu, con gái là Thảo. Con trai tôi có một điều rất đặc biệt. Đó là khi trong bụng mẹ 1 tháng tuổi, vợ tôi lúc đó là viện phó 108, hàm đại tá. Vậy mà chiến tranh chưa đi chiến trường lần nào, vợ tôi quyết tâm đi vào Nam tham gia chiến dịch Quảng Trị. Khi đó đang có mang cháu Hiếu trong bụng 1 tháng tuổi. Và qua khói lửa Quảng Trị ác liệt như thế, vợ tôi bình yên trở về sinh cháu. Cháu Hiếu bây giờ làm gì em biết không? Là phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 14. Đứa bé nằm trong bụng mẹ đi chiến trường Quảng Trị. Cháu đầu là Hiếu, cháu hai là gì các em biết không? Cháu hai là Thảo. Cháu Thảo là cháu gái. Cháu Thảo đã thi quốc tế sinh học, được huân chương, được giải thưởng. Và cháu đã xin được học bổng đi Mỹ làm tiến sĩ. Bây giờ cháu là giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Mỗi cháu có 2 đứa con. Tôi có 2 cháu nội, 2 cháu ngoại. Và như vậy các con tôi đã nghe lời tôi là tự phấn đấu trưởng thành lên. Và các cháu đã xin tự học bổng, tự có học bổng đi Pháp, đi Mỹ và trở thành những trí thức đang đóng góp cho đất nước. Như vậy các em nhớ rằng cuộc đời do chính bản thân mình tạo nên, không nhờ ai khác. Các con tôi cũng tự phấn đấu, tự có học bổng. Và các em nghĩ đến bạn Huyền Chip đi 3 châu lục mấy chục nước, trong tay không có tiền, vừa đi vừa lao động kiếm tiền, và bây giờ đang làm tiến sĩ ở đại học lớn nhất nước Mỹ, đại học Stanford. Như vậy nói nhiều cho các em muốn nghe, tôi chỉ mong một điều các em nhớ được là quý rồi. Sống vui vẻ, lạc quan, tự tin, dấn bước trên cái mục tiêu mà mình đã chọn. Em đã có mục tiêu chưa? Hãy chọn đi. Mình trở thành ai? Trở thành người như thế nào? Bằng mọi giá phấn đấu làm được mục tiêu đó. Em có làm được không? Có làm được không? Phải có chứ. Nhé. Chưa có mục tiêu, suy nghĩ đi, đây là mục tiêu. Mình trở thành ai, trở thành người như thế nào, và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn nhằm với mục tiêu đó mà tiến bước. Tôi thấy các em đã mệt mỏi rồi, tôi không muốn kéo dài nữa và xin tạm biệt các em. Nếu có dịp quay trở lại, tôi sẽ nói với các em về một chủ đề khác, đó là khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Các em nghe nói rất nhiều 4.0, chắc chưa hiểu 4.0 là cái gì. À, tôi đã đi các nước rất nhiều, tôi hiểu được cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra hàng ngày trên toàn thế giới với nhiều điều rất lạ. Và vì vậy các em sẽ vào đời ở thời kỳ thế giới bước vào cách mạng 4.0. Tôi mong lần thứ hai quay lại với các em để được trình bày với các em thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xin cảm ơn các thầy cô và tất cả các em.